trước mặt người đời, mạng sống chúng ta quá rẻ tiền và rất dễ dàng bị tước đoạt hay bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Dù cho có bao người cố gắng thể hiện giá trị bản thân và tham gia nhiều cuộc thi để thể hiện bản thân để tồn tại trong thế giới này, nhưng cũng chỉ tồn tại khi còn có thể sử dụng. Cách mà chúng ta đối xử với nhau không khác gì một món hàng, vì thật ra tất cả chúng ta không có khả năng nhận ra phẩm giá cao quý của chính chúng ta và của người khác. Chúng ta bị mắc kẹt trong những giá trị của trần gian chóng qua này. Quý phụ huynh và các con thiếu nhi rất thân mến, chỉ có một đấng thấy được phẩm giá bất khả xâm phạm và giá trị độc nhất vô nhị của mỗi người chúng ta, bất kể chúng ta là ai và là người như thế nào. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa mà chúng ta tôn thờ. Đối với Ngài, mạng sống của chúng ta thật sự cao cả và quý giá đến nỗi Ngài đã dùng chính mạng sống vô giá của Ngài để đổi lấy mạng sống mau hư mất của chúng ta. Đấng Thánh đã tự nguyện chết đi và bị người ta coi như đồ bỏ, để tất cả mọi người, kể cả những ai bị xã hội coi như đồ bỏ, cũng được trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Quý phụ huynh rất thân mến, chúng ta lo lắng giáo dục và chăm sóc cho con cái chúng ta để chúng được trưởng thành và có giá trị trước mặt người đời là điều rất cần và rất là đúng. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng chỉ ở trước mặt Chúa, chúng ta mới thật sự nhận ra giá trị thực sự siêu vượt mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta. Quý phụ huynh hãy dạy cho con cái biết Chúa, yêu mến và thờ phượng Người, vì Người là đấng bảo đảm mạng sống vĩnh cửu của tất cả chúng ta và giá trị bất khả xâm phạm của tất cả chúng ta. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tất cả chúng ta. Amen.